Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến với bài hướng dẫn về JSP và Serverless của Blockstack. Mình là Việt. Ở bài này thì mình giới thiệu cho các bạn một cái một 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 cái khái niệm listener rất quan trọng ở trong lập trình web base của Java và đồng thời là trong cả Java Enterprise, các cái hệ thống Enterprise nữa. Thì đấy là cái listener. Listener này thì là nếu các bạn đã làm việc với lại thằng Swing hoặc là ví dụ như Android hay là bất cứ một cái thằng mà tương tác với người dùng nào khác thì các bạn có thể là các bạn đã quá quen thuộc rồi. Thì mình sẽ giải thích lại một chút. Cái listener, mục đích của nó là bắt các sự kiện. Các sự kiện ở đây là gì? Sự kiện ở đây là ví dụ như khi người dùng người ta kích chuột vào này, ví dụ trong thằng Swing chẳng hạn, người ta kích click vào một cái button hoặc là click vào một cái thằng combo box list chẳng hạn, thì khi mà các bạn click chuột vào thì nó sẽ, đấy là một cái sự kiện, tức là sự kiện click chuột thì là cái thằng listener tương ứng nó sẽ lắng nghe cái sự kiện đấy và phản hồi. Một ví dụ khác là ví dụ như khi các bạn có một cái text input thì các bạn gõ một cái phím. Khi các bạn gõ một cái phím vào thì cái sự kiện gõ phím đấy cũng có thể được bắt sự kiện. Thì đấy là một số cái ví dụ. Cái listener thì giải thích nôm na thì nó giống kiểu là một thằng đứng đợi và lắng nghe cái sự kiện này xảy ra, và tùy thuộc vào cái cách mà bạn đã implement cho cái listener đấy và thì nó sẽ phản hồi lại những cái sự kiện của người dùng. Ở trong JSP và Serverless thì nó không có, tức là các sự kiện mà để bắt các cái listener ở đây mình muốn nói đến thì nó không phải liên quan đến trực tiếp người dùng tương tác, mà ở đây là các listener liên quan đến những cái ví dụ như là phần attribute hay là về section chẳng hạn. Thì ví dụ một số cái thằng listener mà liên quan đến ví dụ như là serverless context attribute listener chẳng hạn, thì nó là một cái listener mà để bắt được cái sự kiện của các initialization parameter của cái context. Context ở đây có nghĩa là các cái hệ thống, thì nó chính là cái context param ở trong cái web XML này. Thì cái khi mà chúng ta khởi 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 động lên thì nó sẽ check được là có những cái, các bạn có thể kiểm tra là có bao nhiêu cái initialization parameter ở đây được load vào. Một cái khác là ví dụ như là cái serverless request attributes listener chẳng hạn, thì nó cũng chính là những cái mà bắt được những cái sự kiện của những cái thằng init param ở đây ở trong cái serverless. Ngoài ra thì các bạn xin lỗi các bạn, cái này là cái serverless request attribute thì là nó là những cái liên quan đến request attribute chứ không phải parameter, mình nhầm. Một cái nữa là ví dụ như serverless request listener chẳng hạn, thì là nó sẽ bắt được cái sự kiện khi nào mà có một cái new request đến chẳng hạn. Thì đấy là một số cái chung chung. Tuy nhiên ở bài này thì mình không không đề cập đến ba cái thằng listener đấy mà mình muốn tập trung vào một cái loại listener cho section, bởi vì cái này nó rất quan trọng trong quá trình các bạn làm việc. Thì đấy là nội dung của bài hôm nay. Chúng ta quay trở về với cái thằng image này, thì bây giờ nó là một cái class thuần thuần túy, nó không có cái gì cả. Thì bây giờ ở trong cái thằng hello, thằng authentication này, nó có một số, ví dụ như đây là nó có cái thằng request.setAttribute ở đây. Thì ví dụ như bây giờ section nó setAttribute chẳng hạn, thì chúng ta cần cái request.setAttribute này nó sẽ được làm việc với cái thằng gọi là serverless-request-attribute-listener. Thì các bạn sau này, các bạn sau khi hoàn thành cái bài học này thì các bạn có thể tự tự làm thêm nhé. Thì ở đây mình muốn nói về cái thằng section đã. Thì khi mà thằng section này được được set attribute một cái image thì làm thế nào để chúng ta biết rằng là thằng image này nó nằm trong section và khi nào thì nó out ra khỏi thằng section đấy. Thì chúng ta sẽ làm như sau. Chúng ta cho nó implement một cái thằng gọi là HTTP section binding listener. Thì cái thằng binding này có nghĩa là nó sẽ cho phép thằng image này tự kiểm soát được là việc là khi nào thì nó được add vào một cái thằng section và khi nào thì nó bị, xin lỗi các bạn, bị loại ra khỏi một cái section. Thì bằng cách chúng ta sử dụng hai cái phương thức của cái thằng thằng binding đấy, đấy là cái bound và unbound. Cái bound ở đây có nghĩa là cái boundary boundary của cái section đấy, tức là khi nào thì nó nằm trong cái giới hạn của thằng section và khi nào thì nó nằm ngoài thằng section. Các bạn có thể làm bất cứ một cái việc gì mà các bạn muốn, ví dụ như các bạn có thể thay đổi giá trị hay là các bạn làm bất cứ một cái việc login hay là gì đấy. Mình ở đây chỉ muốn minh họa cái việc là chúng ta bắt cái sự kiện này mà thôi. Chúng ta có thể là lấy cái câu lệnh system out này để hiển thị ra màn hình. Tuy nhiên ở đây các bạn cũng có thể có một cách khác, đấy là event
Tức là chúng ta sử dụng Logging. Logging Technique thì là chúng ta dùng Event. Event này chính là cái sự kiện xảy ra. Ở đây chính là cái Section Binding Event ở đây. Thì từ cái Event này chúng ta có thể lấy được cái thằng Section. Từ Section này chúng ta có thể lấy được cái Servlet Context. Ở đây thì các bạn sẽ thấy Servlet Context ở đây. Và trong cái Servlet Context này các bạn có thể sử dụng cái phương thức Log. Log thì có nhiều lựa chọn. Mình lựa chọn cái câu cấu trúc String ở đây. Ví dụ như image in section chẳng hạn, ví dụ thế, đơn giản thế thôi. Chúng ta copy cái này sang đây, đặt nó là out. Thì ở đây cái sự kiện chúng ta bắt nó chỉ đơn giản như này thôi. Chúng ta chạy cái thằng file login này trước. Ducky. Các bạn sẽ thấy đây bây giờ nó chưa có bất cứ một cái thông tin nào hiển thị ra cả. Mặc dù chúng ta đã có cái gọi là các bạn khi hiển thị đây các bạn sẽ thấy là có cái chữ image baby rồi. Nhưng mà tại sao nó lại không không bắt được sự kiện? Lý do đơn giản là bởi vì là cái request này nó set attribute thì nó là cái thằng request attribute chứ nó không phải là một cái liên quan đến section. Vì thế mà bây giờ các bạn muốn thì các bạn sẽ phải muốn hiển thị ra những cái đấy thì các chúng ta phải liên quan đến section này. Bây giờ đơn thuần nhất là chúng ta hãy làm một việc đấy là section chấm add attribute chẳng hạn. Set attribute, xin lỗi các bạn. Set attribute ví dụ như là chúng ta đặt một cái test chẳng hạn. Và một cái nữa là new image. Thì ở đây new image này thì chúng ta cho những cái đống này vào để thay đổi thì chúng ta ví dụ như là testing image ví dụ này, và ở đây chúng ta đồng thời tôi muốn một cái nữa là remove ví dụ như này. Thì tức là mình chỉ muốn minh họa cái quá trình chúng ta làm cái việc là set attribute và remove attribute của thằng section này. Ở chỗ này thì để rõ hơn thì các bạn có thể làm một cái nữa đấy là chúng ta chống với lại cái thằng get chấm cái name ví dụ như này. Ví dụ thế. Bây giờ chúng ta chạy lại cái thằng thằng này. Reload nào, reload nào. Không thấy gì. Refresh Ducky. Thì các bạn sẽ thấy ở đây khi mà chúng ta chạy cái này thì bây giờ các bạn sẽ thấy là chúng ta có một cái gọi là hai cái log nó hiện thị ra ở đây, tức là image in này, xong rồi có cái image name đây, testing image này, image out the section này, testing image này. Thì như thế cái thằng image khi mà được cộng vào, được thêm vào cái thằng section và remove khỏi section thì chúng ta đã bắt được cái sự kiện của nó. Có nghĩa là cái chỗ câu lệnh ở đây, những cái dòng này, những cái sự kiện ở đây, những cái listener ở đây đã chạy và bắt được cái sự kiện out và in của cái thằng image. Thì nó chính là cái tác dụng của thằng này, thằng set attribute và remove attribute của thằng section ở đây. Quay trở lại với thằng image này thì chúng ta ngoài cái thằng này chúng ta còn có một số cái khác, ví dụ như là http section activation listener. Thì thằng này nó có ý nghĩa đấy là khi mà các bạn remove từ một thằng attribute sang một cái Java machine khác thì cái này bởi vì mình chạy local nên mình không 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 hiển thị ra được. Nó cũng có hai phương thức đấy là deactivate và will passivate ở đây. Thì có nghĩa là will passivate nghĩa là nó không còn active nữa, cái này thì đã active rồi. Thì đấy là hai cái phương thức mà các bạn có thể sử dụng tương tự như cái bound và unbound kia. Thì đấy là liên quan đến thằng bản thân thằng attribute. Ngoài ra thì bây giờ ví dụ như câu hỏi đặt ra là làm thế nào chúng ta bắt được cái sự kiện mà thằng section
nó được tạo ra, ví dụ như một section mới được tạo ra và làm thế nào, ví dụ như các bạn làm thế nào để chúng ta tạo check được là số lượng section được connect đến hệ thống. Thì ví dụ như thế thì bây giờ chúng ta sẽ phải sử dụng một số cái listener khác mà mình muốn giới thiệu, đấy là cái HTTP section listener. Thì cái thằng này thì nó không 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 liên quan đến thằng attribute cụ thể và mình phải tạo ra một class riêng để implement nó. Chúng ta sẽ tạo ra một class ở đây. Class ví dụ như là đặt ký section chẳng hạn. Ví dụ thế. Và chúng ta đặt trong một cái packet là đặt ký chấm listener. Này thì nó hơi vô lý, website listener ở đây và chúng ta click finish. Thì ở đây chúng ta có cái implement HTTP section listener ở đây. Thì nó cũng có một số phương thức. Đấy là section created và section deploy destroy. Thì tức là khi mà nó được tạo ra và khi nó bị hủy đi. Để tiết kiệm thời gian thì mình copy cái này. Thì ví dụ như chúng ta chỉ log đơn giản nhất là chúng ta tạo ra cái gọi là cái gì? A new section. Ví dụ như này. Và ví dụ thế. Thì khi chúng ta chạy cái này thì các bạn stop chạy lại cái thằng login này. Thì các bạn sẽ check ở trong cái log này, các bạn sẽ chả thấy cái gì cả, mặc dù cái section nó được tạo ra với cái section ID đây các bạn sẽ thấy, nhưng mà nó không có bất cứ một cái log nào được in ra, được phun ra cả. Thì lý do là tại sao, tại đấy là bởi vì cái thằng khi mà cái web session này đây nó nằm như này thì cả cái hệ thống này chả biết nó tồn tại, mặc dù cái lệnh biên dịch nó tạo ra, nhưng mà cái thằng container nó không biết là thằng này là thằng listener hay không. Thì nó mới sinh ra một cái vấn đề nữa là cái configuration ở đây. Thì các bạn có một cái loại config mà liên quan đến section, đấy là chúng ta sử dụng cái listener listener, và trong listener này thì nó có một cái listener class xin lỗi các bạn, ducky chấm mộ chấm chấm cái gì nhỉ, chấm listener và chấm website session ở đây. Thì cái thằng này nó làm gì, tức là chúng ta khai báo cái thằng listener của hệ thống, nó có một class như này, cái web website session ở đây. Và khi chúng ta chạy lại, các bạn sẽ thấy khi chúng ta chạy cái này ở đây và đăng ký để mình xem cái section, thì các bạn sẽ thấy đây chúng ta có một cái gọi là new section were created ở đây. Thì như thế cái khi mà cái section được tạo ra thì cái thằng website section này này, tức là nó đã lắng nghe được cái sự kiện này. Tuy nhiên chúng ta chưa có cái sự kiện gọi là destroy. Thì các bạn có thể mở lại cái class là class này, chúng ta đặt cái section invalidate này luôn. Thì khi mà chúng ta đặt như này thì mặc nhiên là cái section nó sẽ bị hủy. Thì chúng ta sẽ chạy lại cái code này, tức là chạy lại cái thằng login ở đây, đăng ký. Thì các bạn sẽ thấy đây chúng ta có cái gọi là destroy và created ở đây. Thì tại sao destroy trước mà created sau, là bởi vì nó có cái gọi là đâu nhỉ, cái image show,
cái show này nó gọi cái phương thức invalidate ngay ở từ đầu, nên thành ra là có cái destroy trước, rồi xong đấy nó lại tạo ra một cái khác khi mà chúng ta sử dụng trong cái authentication này. Thì đấy là một số cái liên quan đến đến cái gọi là listen, HTTP listener. Chúng ta quay sang cái thằng này. Thì ở đây ví dụ mỗi lần chúng ta có một cái tạo ra, các bạn có thể ví dụ như thế này, đơn giản là ví dụ như các bạn tạo ra một cái biến static private int static number of section chẳng hạn, ví dụ như bằng 0. Ví dụ như các bạn tạo ra một cái như thế. Và khi mà nó có cái tạo ra mới thì các bạn cho cái thằng number nó cộng cộng lên. Ví dụ như này. Và tương tự như thế, chúng ta cho cái thằng destroy này đây và trừ trừ nó đi. Thì khi này, khi mà các bạn sử dụng cái cấu trúc như thế này thì các bạn có thể kiểm soát được cái số lượng section mà các bạn tạo ra. Và ví dụ như các bạn đặt ở đây câu lệnh là if nếu mà cái thằng section này lớn hơn số bao nhiêu chẳng hạn, thì tạo ra cái notification cho hệ thống, hoặc là các bạn không cho phép nó làm một số việc gì đấy, ví dụ thế. Tức là khi request đến thì các bạn khi request đến thì các bạn có thể từ chối cái request đấy, hoặc là bắt người ta chờ trong một khoảng thời gian nhất định để khi mà cái số lượng section nó giảm xuống đã, thì ví dụ như thế. Cái này nó cũng có ý nghĩa, ví dụ như khi các bạn mà test cái chương trình, test cái hệ thống của bạn, cái web của bạn, ví dụ như các bạn muốn các bạn tạo ra những cái client ảo chẳng hạn, thì khi các bạn connect đến hệ thống thì cách một cách để đếm được những cái client ảo, các client connect đến hệ thống đấy bằng cách sử dụng cái listener này, thì các bạn sẽ quản lý được cái số lượng client connect đến đến đến, đến cái web của các bạn. Thì đấy cũng là một cái ý nghĩa, một cái trường hợp sử dụng đối với cái thằng listener section listener này, HTTP section listener này. Thì như thế là mình đã giới thiệu qua qua một tí liên quan đến listener. Thì hy vọng là các bạn sẽ nắm bắt được một số cái kiến thức cơ bản về cái listener đấy. Bài này mình dừng lại ở đây đã. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.